Hi, xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Binga Studio. Hôm nay Bin sẽ hướng dẫn tất cả các bạn ca khúc Gon của Somi nha. Nếu trong quá trình học mọi người có cảm thấy khó khăn hoặc là muốn Bin hướng dẫn ở điểm nào thì hãy comment ngay bên dưới để Bin có thể biết và giải đáp thắc mắc sớm nha. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu học ngay thôi. Ok, đầu tiên chúng ta sẽ đặt tay bên trái ở trên, tay bên phải ở dưới ha. Phần chân của mình sẽ đạp lên như thế này. 1 2 Phần hông của mình sẽ hấp lên ha. 2 đi 1 and 2 and là phần tay của mình sẽ phủi ra như thế này ha. 3 and là mình sẽ kéo tay. 4 and ok. 2 đi 1 and 2 and 3 and 4. Rồi sau đó mình sẽ vung tay vào 3 5 and 6. Phần tay của mình đưa ra như thế này ha. Phần chân mình là bước qua và đẩy cái người theo. Ok. Rồi, 7 là mình vuốt hai tay lên và 8 là mình sẽ đóng ngực. Sau đó mình sẽ để một tay lên phần gáy và một tay mình sẽ ngoắc ngoắc như thế này. Phần chân của mình là mình sẽ đi tiếp. Ok, đi tiếp lại nha. 5 6 7 đi 1 em 2 em 3 em 4 5 em 6 em 7 8 và 1 2 3 bùng tắt. Sau khi đi ba cái xong mọi người sẽ đặt vô. Rồi mình sẽ nghiêng bên trái bên phải em xuống em lên. 2 đi cương 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 cương. Sau đó mình sẽ cuộn phần tay phải qua bên trái ra đằng sau đưa lên trước và đồng thời phần người của mình sẽ xoay em đặt. Sau đó mình sẽ có cái tiếng tắt là mình sẽ thả tay xuống và nhìn mặt qua ha. Ok, mình nhìn lại. 2 đi cương 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 cha 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 em. Sau đó người đánh hông lên. 1 2 3 4. Phần đầu tiên mình sẽ đi bình thường, phần thứ hai mình ngã đầu sâu một chút, phần tay của mình sẽ liên liên như thế này. 1 2 3 4. Rồi 5 6 mình ôm phần tay và mình đẩy phần hông đi. 5 6 và 7 và 8. Bùm 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 tắt. Sau đó mọi người sẽ thả xuống và đặt lên. 1 hấp 2. Phần chân và phần thân của mình sẽ như thế này. Ok, 2 đi. 1 hấp 2 3 hấp 4. Hai lần, lần thứ hai mình sẽ gạt cái phần tay tới 3 lần ha. 2 đi. 1 hấp 2 3 hấp 4. Ôm 5 6 and 7 và 8. Ok, bây giờ chúng ta sẽ ghép nhẹ cái tốc độ chậm nha. 6 7 8 Con của Somi rồi thì Bin rất là mong thông qua video lần này tất cả các bạn sẽ có thể hoàn thành được vũ đạo nha. Nếu có yêu cầu về bài hát mới nào thì hãy comment ngay bên dưới để Bin có thể biết và sớm thực hiện video nha. Ok, video đến đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp tất cả các bạn vào những video hướng dẫn sau. Bye bye.